kéo cái mic lúi ra nói lớn lên mọi người mới nghe được, lúi lỗ mũi thôi không cần mở hết. Đó, ok vậy được rồi. Thank you. Mời bạn số 2. Xin tên lớp. Rồi, mời bạn số 3. Tên, lớp.
Sao lại hai full house feel chứ? Ok, mời bạn số 4. Xin tên lớp. Rồi mời bạn tiếp tục. Ok, chút xíu phải giải thích lại nha, nhiều bạn không theo kịp á. Rồi, mời bạn cuối cùng. Có cần ai giúp đỡ không? Dạ, ông đang có tài pháp ngay tóc mở.
Ok, chúng ta sẽ nghe sau, thầy sẽ gửi các video, ok, để cho các bạn củng cố thêm cái phần giải thích của mình sáng hôm nay.